Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của Thảo ạ. Hiện tại ngay ở phía trên đầu Thảo đây đang là một cây tùng Đài Loan. Hàng này là chuyên để phục vụ cho việc đưa vào hồ cá coi, tức là cái phần thác ở phía trên cao của hồ, và nó sẽ đổ xuống dưới hồ các bạn. Chiều ngang của cây tùng Đài Loan hiện tại mình đang có đang là khoảng 3 mét. Cây này thật ra trên thị trường nó cũng không được nhiều lắm, nghĩa là để có được một cây tùng Đài Loan mà có dáng đổ như thế này thì cái việc mà cái quá trình mà làm á, thì nó cũng khá lâu. Thì vả lại thì dòng này cũng ở ở trên thị trường cũng không phải là một cái dòng phổ biến. Vì sao mà hồ cá coi người ta thường hay làm cái cây có thác đổ xuống như vậy ạ? Thứ nhất á, là đó là cái sự kết hợp của thiên nhiên ở ngoài tự nhiên đó. Như vậy thì chúng ta cố gắng là sẽ thực hiện gần giống như ở ngoài tự nhiên. Cái thứ hai là việc mà cây kết hợp với đá, kết hợp với nước là ba yếu tố thiên nhiên mà nó hòa quyện, nó gắn liền với nhau. Mà cũng giống như mình nhìn thấy ở ngoài tự nhiên đó, nó kết hợp, nó tạo thành được một cái tiểu cảnh rất là hoàn hảo. Và đối với cây cây tùng thì cái việc mà chăm sóc nó cũng đơn giản, mà cái tính phong thủy của cây cũng cũng rất là tốt, cho nên là người ta thường hay chọn cây tùng để làm cái cây đổ ở cây đổ, hoặc là có cây bay nữa ở ngay chỗ hồ, ngay những vị trí hồ cá coi, và đặc biệt là hồ cá coi cỡ lớn như các bạn thấy là để tìm được một cái cây phù hợp với một cái hồ cá coi cỡ lớn thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Thì nếu như ở đây có một option tốt thì các bạn hãy lựa chọn nhé. Số điện thoại của Thảo là 0936066447, và địa chỉ vườn của mình cũng là địa chỉ để các bạn xem cây, đó là số 13 đường 89, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hai thông tin này Thảo sẽ để ở ngay phía dưới phần giới thiệu ở phía dưới. Nếu như mà các bạn có cần lưu thông tin, hoặc là các bạn có cần muốn trao đổi thêm về cây, hoặc là các bạn muốn xem thêm những cái cây khác thì các bạn có thể liên hệ với mình. Xin cảm ơn rất là nhiều vì đã xem video này. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ạ. Chào tạm biệt.